Ký ức tuổi thơ cùng điện ảnh mùa trung thu 2021. Trung thu lại nhớ chị Hằng trong tay du ký 1986. Khâu Bội Ninh, nàng Hằng Nga đẹp nhất và ấn tượng nhất mọi thời đại. Khâu Bội Ninh năm nay đã 63 tuổi, thủ vai Hằng Nga trong tay du ký 1986. Đây là vai diễn duy nhất và để đời của diễn viên Khâu Bội Ninh sau khi đóng tay du ký. Khâu Bội Ninh sinh năm 1968, nhuận sắc ở độ tuổi 63 và đang sống đời sống doanh nhân giàu có tại Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức những phân đoạn mà Khâu Bội Ninh đã đóng trong tay du ký nhé. Trong phân cảnh múa nghe thường trích đoạn tập 4, Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Chính những điều múa sáng tạo mà cô nghĩ ra để thể hiện thần thái Hằng Nga mà cô đã được nữ đạo diễn Dương Khiết chọn đóng vai Hằng Nga. Phân cảnh Bát Giới nhớ về lúc siêu lòng Hằng Nga, trích đoạn tập 7, Bát Giới quy y đường Tam Tạng. Thank you.
cả đoàn chuẩn bị lấy tư thế bay đến bẩm Ngọc Hoàng cũng đầy chấp tiên. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin vui lòng bấm like và subscribe để ủng hộ kênh.